Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Techland. Từ xưa đến nay thì việc chọn ra một mẫu loa để trang bị trong nhà thì chưa bao giờ là một việc đơn giản cả. Nhiều yêu cầu được đặt ra như là chi phí, mục đích sử dụng, bạn dùng để xem phim hay là nghe nhạc, hay cơ động để có thể là mang ra ngoài trời. Loa Bluetooth, loa sound bar, loa active, loa được tích hợp công nghệ và âm ly. Và việc bỏ tiền ra để mua sắm thiết bị âm thanh cũng không phải là một điều dễ dàng. Vậy nên hôm nay thì Techland muốn giới thiệu đến các bạn một cặp loa có mức giá tương đối là mềm so với lại mặt bằng chung của các cái loa Bookshelf Active, mà nó lại mang tới được một chất âm cũng như là hiệu năng vượt trội. Không chần chừ gì nữa, và chúng ta hãy cùng đến với trải nghiệm chi tiết của mẫu PSB Alpha IQ. Sản phẩm thì có kích thước khá là nhỏ nhắn, 24.3 x 14.5 và 19.3 cm, ngang bằng với lại các cái cặp Bookshelf cỡ nhỏ như là Blue Aura AT700, gọn hơn một chút so với lại kép LS2, hay là chỉ bằng một nửa kích thước của đối thủ, đó là kép LS50 Wireless 2. Phần thùng loa thì được chế tác từ các chất liệu nhựa cao cấp, được sơn phủ hai màu đen và trắng mờ tỉ mỉ, mang lại cho cảm giác nguyên khối cực kỳ là chắc chắn và vuông vức. Nhờ kích thước gọn nhẹ và thiết kế có phần là tối giản này, loa sẽ thích hợp với lại các cái vị trí như là để trên giá sách, bàn làm việc hay là bàn trà, hoặc đơn giản là đặt ngay trên chân loa, setup chơi để hơn thua với những cái hệ thống âm thanh hi-fi có mức giá từ 50 đến 60 triệu đồng. Không chỉ vậy thì để tăng cái độ hoàn thiện và sang trọng thì phần lưng của sản phẩm cũng được chế tác từ nhôm nguyên khối và được gia công cẩn thận với phần viền cạnh sáng bóng như là kim cương. Phần điều khiển cảm ứng thì được đặt ngay trên nóc loa chính với thiết kế cực kỳ tối giản, chỉ với 3 nút cơ bản người dùng là có thể thao tác như là tăng giảm âm lượng này, hoặc là play, pause. Toàn bộ các thao tác khác như là tinh chỉnh hoặc là chơi nhạc thì đều được thiết lập thông qua cái phần mềm BlueOS của hãng. Hai củ loa được bố trí với vị trí khá là đặc biệt, đó là củ loa trầm thì được đặt ở phía trên và củ loa chép thì lại được đặt ở phía dưới, giống như là thiết kế của loa PSB Alpha AM5 hoặc là AM3. Thiết kế có phần là không giống ai này thì dễ làm cho người ta hiểu nhầm rằng là chúng đang bị đặt ngược. Tuy nhiên là việc sắp xếp như vậy thì lại giúp cân bằng, ổn định âm thanh của loa khi mà người dùng thay đổi vị trí nghe nhạc như là lúc đứng hoặc là ngồi mà không làm ảnh hưởng đến chất âm. Trước sự có mặt của Alpha IQ thì một hệ thống âm thanh tối giản sẽ bao gồm ít nhất là hai thành phần, đó là Music Server tích hợp với DAC và một cặp loa Active tích hợp, hoặc là Music Server tích hợp với DAC, âm ly và một cặp loa Passive. Nhưng mà với PSB Alpha IQ thì khác. Việc tích hợp BlueOS, một nền tảng stream nhạc số tiên tiến nhất hiện nay vào bên trong, thì bản thân PSB Alpha IQ đã bao gồm Music Server DAC và mạch công suất giúp cho Alpha IQ có thể làm việc độc lập, thay thế hoàn toàn các cái hệ thống phía trên. Các bạn không cần phải bận tâm đến việc là ảnh hưởng của dây dẫn trung gian như là dây IC, dây loa tới chất lượng âm thanh, vì mỗi một loa thì đã được trang bị một âm ly riêng để kiểm soát các driver, nên là chỉ cần cắm dây nguồn cho từng loa mà thôi. Cùng với đó là DAC tích hợp hỗ trợ giải mã nhạc số lên đến 24 bit 192kHz. Cùng với lại âm ly được tích hợp sẵn bên trong thì Alpha IQ có thể dễ dàng giải mã tất cả các cái định dạng nhạc số chất lượng cao như là MQA của Tidal hay là các file lossless đến từ bất kỳ một dịch vụ nhạc số trực tuyến nào hiện nay. Thông thường thì các cặp loa không dây thông minh hiện nay sẽ tích hợp Chromecast hoặc là Apple AirPlay 2 để phục vụ cho việc stream nhạc số không dây qua mạng Wi-Fi. Để stream nhạc được từ những dịch vụ này thì người dùng cần một cái thiết bị sẽ chạy app như là Qobuz, Tidal, Spotify, thì sau đó thì sẽ phát nhạc qua loa. Các bạn có thể hiểu là nhạc sẽ phát từ dịch vụ nhạc số qua thiết bị phát rồi mới chạy ra loa. Thiết bị của bạn sẽ là nguồn phát. Nhưng đối với lại Alpha IQ thì do được tích hợp BlueOS nên tất cả những cái dịch vụ nhạc số được nhúng trên BlueOS sẽ được chuyển trực tiếp đến loa. Theo như trải nghiệm của chúng tôi, với việc phát nhạc số thông qua Chromecast hay là AirPlay 2 thì đôi khi việc cast có thể bị giật hay là đơ do giao tiếp giữa hai thiết bị. Nhiều cái thiết bị cùng truy cập hay cho chất lượng đường truyền không ổn định chẳng hạn, thì khi stream nhạc số với Alpha IQ, dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp từ dịch vụ
đến loa và xử lý tại đây. Điều này thì nó giúp giảm tải việc truyền qua lại dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng Wi-Fi. Nó cũng giúp cải thiện cái trải nghiệm nhạc số một cách tối ưu. Thao tác trên phần mềm rất là mượt mà cũng như là việc stream được thực hiện một cách rất là nhanh chóng, giảm thiểu hoàn toàn những cái hiện tượng như là giật lag. Không những hỗ trợ chơi app trực tiếp trên loa, thiết bị còn hỗ trợ là Apple AirPlay 2, này, Bluetooth, này, Spotify Connect và Tidal Connect, giúp người dùng có thể là phát nhạc từ các thiết bị khác một cách dễ dàng, phù hợp với lại nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Việc setup hệ thống loa Alpha EQ cũng khá là đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hai sợi dây nguồn cho mỗi loa. Sau đó thì hai loa trái phải sẽ tự động tìm và thiết lập với nhau bằng tín hiệu không dây. Các bạn sẽ sử dụng phần mềm là ví dụ như trên Android hoặc là iOS thiết lập mạng Wi-Fi hoặc là cắm dây LAN, thêm thiết bị đó vào phần mềm và điều khiển, và hệ thống sẽ tự động cập nhật phần mềm. Ngoài kết nối không dây thì loa cũng cung cấp đầy đủ các kết nối có dây phía mặt sau loa. Rất ít những cái loa active với phân khúc giá dưới 40 triệu như cặp loa này mà lại được hoàn thiện đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta có thể thấy là các cái cổng kết nối vật lý đều được mạ vàng 24K, tránh oxy hóa và tiếp xúc rất là tốt trong thời gian dài. Cổng input phono và cổng tiếp địa ground để kết nối với lại đầu đĩa than, hỗ trợ những người mà có đam mê với những chiếc mâm đĩa than. Loa cũng có một cổng sub out để có thể là kết nối thêm một loa sub phục vụ cho những người mà muốn nâng cấp hệ thống hơn nữa. Ngoài ra thì còn có các cổng cơ bản khác như là AUX, optical, cổng USB để chơi nhạc từ ổ cứng hay là USB key. Điều này khá thú vị bởi bạn có thể là sưu tầm những cái track nhạc hay nhất để phát thông qua cổng kết nối này, cho dù là bạn không có tài khoản nghe nhạc trả phí, hay là bạn cũng có thể là giao tiếp nguồn nhạc từ máy tính với loa qua những giao thức như là UPnP hoặc là DLNA. Nếu như bạn có ý định biến cặp loa này thành trung tâm giải trí âm nhạc hay là xem phim tại phòng khách hay là bất kỳ một chiếc sao ba đắt giá nào, thì tất nhiên điều này hoàn toàn có thể bởi vì là nó được trang bị cổng HDMI ERC thời thượng đã bắt kịp được với lại xu thế giải trí hiện nay. Củ loa Twitter 19mm với màng nhôm, nam châm neodymium và củ bass mid 100mm được đánh từ mạch âm ly riêng biệt có công suất lên đến lần lượt là 60W và 30W, đem đến công suất tổng là 90W cho mỗi một bên loa, khá là tương đồng với đối thủ LSX2. Kỹ thuật bass reflex được thiết kế trong thùng loa gây ngạc nhiên một cách kinh khủng. Bởi ngay từ lúc mà khui thùng và khởi động loa với những cái trách nhạc yêu thích thì âm bass đã khiến cho mọi người nổi da gà. Lúc đó thì chúng tôi đã nói với nhau rằng là nếu mà test mù thì chắc chắn là ai cũng sẽ lầm tưởng đây là một cặp loa cây đang phát hay là một cái hệ thống đang trình diễn được gắn với một cục sub bass có đường kính phải 25cm với công suất 300W. Tuy nhiên thì việc sử dụng đường thoát hơi ở phía sau loa cũng làm cho người dùng cần phải lưu ý một chút về vị trí đặt loa. Chúng tôi khuyến cáo là nên lựa chọn một vị trí cách tường tối thiểu là từ 15-20cm để đạt được cái hiệu quả chất âm cao nhất. Đầu tiên thì chúng tôi đã thử một số bài nhạc EDM và hip hop để thử khả năng xuống sâu và kiểm soát dải trầm của chiếc loa này. Nó thật sự là xuống sâu và phủ ngập phòng với đầy đủ những cái năng lượng dồn dập của dải trầm, phân tách khá là rõ ràng từng nhịp trống, trong khi đó thì nó lại vẫn tái hiện được tiếng guitar đầy màu sắc. Tại cái đoạn cao trào thì loa hoàn toàn là kiểm soát được dải cao khi mà từng cái tiếng guitar được thể hiện khá là chi tiết, lẫn những cái âm rít điện tử với tốc độ được đẩy cao. Tiếp tục với những cái ca khúc mà nhạc cụ đơn thì Alpha EQ thể hiện xuất sắc tiếng đàn cello với đầy đủ những cái chi tiết, những cái âm rung, sự chuyển tiếp giữa các cái nốt nhạc hay là âm cộng hưởng trầm sâu lắng từ những cái thùng đàn. Đối với những cái bài mà giao hưởng phức tạp hơn một chút thì cặp loa này thể hiện chi tiết từng cái nhạc cụ rất có hồn và nhịp nhàng, không bị rối. Âm thanh mang lại thì lại cực kỳ là dễ chịu và thư giãn khi mà âm thanh của các cái nhạc cụ được tái tạo lại khá là nhịp nhàng. Không khó để thấy rằng là tổng thể âm thanh của Alpha EQ thì cực kỳ là tự nhiên, chi tiết,
Sản phẩm là một ví dụ rõ ràng cho việc là mạch khuếch đại Class D khi được thiết kế và xử lý tốt thì sẽ đem đến được cho âm thanh chất lượng cao, không hề thua kém so với lại cái những cái mạch âm thanh truyền thống. Bởi vậy thì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp để chơi các cái thể loại như là pop, folk, classical hay là jazz. Loa cũng thể hiện một cách đầy đặn, xuất sắc ở phòng 30m² trở lại. Nhưng mà ở không gian 50m² thì loa hoàn toàn không có dấu hiệu là bị hụt hơi, âm lượng kiểm soát đều được thể hiện khá là tuyệt vời. Với những cái tính năng và chất lượng âm thanh mang lại thì PSP Alpha IQ là sản phẩm đột phá trong dòng loa thông minh được sử dụng trong nhà. Không những mà chơi nhạc trực tuyến tiện lợi, dễ dàng phối ghép với TV hay là các hệ thống cổ điển, thì sản phẩm đã có sẵn sàng để người dùng thiết lập tại loa không dây đa phòng nhờ cái hệ điều hành BlueOS của nó. Một vài điểm trừ thì chúng tôi vận hành và sử dụng cái cặp loa này thì ví dụ có thể kể đến như là giao diện điều khiển trên app thì là vẫn cần thời gian để làm quen. Sau đó thì người dùng có thể là sử dụng một cách thuần thục đơn giản, không vấn đề gì cả. Khi thiết lập âm thanh đa phòng với hai cặp loa trở lên hoặc là bạn có nhiều thiết bị nằm trong cái hệ sinh thái sử dụng cái phần mềm BlueOS này thì hãy cắm dây mạng để đảm bảo được cái tốc độ truyền dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy nhớ like, subscribe, để lại ý kiến đánh giá của mình bằng cách là comment ở phía dưới video. Đừng quên nán lại để theo dõi những cái video trải nghiệm thực tế chất âm của PSP Alpha IQ. Ở số tiếp theo chúng tôi sẽ so sánh với các cái cặp loa active tương đương trong phân khúc mà đang phổ biến trên thị trường để các bạn có những cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.